2018 là tại phủ Phúc Lương Điện Phúc Chính rước cha đại bái cha mẹ về đã diệt Phật đền thiết lập và đàn chàng họ Hoàng. Con xin được khăn đầu áo tắm bậc ấy ở cha ở mẹ giờ nành đã tới. Con xin phép Phật Thánh và xin phép pháp sự cung văn, xin phép đồng anh lính chị đồng chị lính em, xin phép già la tiến não trong thôn ngoài phố trong xóm ngoài làng ngày hôm nay đã về là dự năm vân thánh tiệc. Xin phép và đệ tử thập phương con gương con bán con khoán con cầu giờ các ghế có mặt như không có mặt ngày hôm nay lễ bạc tâm thành đầu thành nhất tâm dâng về tại phủ Phúc Lương Điện. Dạ Di Đà Phật ở Hoàng, con xin được khăn đào áo tắm cầu hầu cha hầu mẹ, dạ lạy trên cha mẹ độ trì cho thời tiết được tạnh giáo để của Hoàng con xin được hưởng phúc của nhà ngài. Dạ Di Đà Phật cách ra cho mọi về đây mừng đón tiệc long vân. Dạ con nhân xin ngài bớt gạt to bỏ hẹp nhỏ cho đệ tử con thân mày hưởng phúc. Dạ dạ Di Đà Phật chú tiên chú họ gì? Dạ ông Nguyễn ạ. Nguyễn là thành nhà An, con ngày hôm nay mong miệng về tâu môn đầu bái yết về tại phủ Phúc Lương Điện. Dạ xin được quên camera để xin được tấu thỉnh tại phủ Phúc Lương Điện. Dạ mạo phạm điều chi sai xuất thì cung kính mở hiền Phật Thánh lai đao từ chung 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 quả thực dâng lên đăng đăng trà quả thực dâng lên lòng tin bái tịnh chúa tiền. Tát Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Bồ Tát Ma Tát Nam Mô
con thì bố cũng là chữ Minh. Đông Phạm Nam Thanh nhìn ngô Minh Minh, Đông Phạm Nam Thanh nhìn tách tách dẹp mắt tung hoành ở mọi nơi. Thank you.
nghiêm chiếu đăng diên mã tích tăng công giảng kim khổ mà cần mở tánh chưa tiền trùng ta đang thấp cờ ân từ bi mẫn chúng sinh cũng mà kinh linh lấy hai quang thật hò diệu hai quang chiếu mã chúng Cuộc
Việt Nam Trần Thị lịch đình đề vương kế thế chị bệnh 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 thiên nô trường hề tức tức mà địa sơn hà dục tu chung chung linh 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 khám kỳ trong tay ba ngàn rốn trong tay chỉ trong
trang đạo phổ thanh tổ chuyện mang ba ngàn dôn
đời chân thiện mỏ mang Nam Hải đức đức đệ ta dòng dõi kim chi bỏ phen sắp mà minh chi kỳ đã đánh phạm đăng lại công danh đồ đạt bút nhìn ông phê chuẩn trường mại thành công
thần cung tráng trường, bản mệnh khang cường. Ông cho tay lộc phúc đề đà, trên thiên ông chiếu xuống, dưới thoại ông chiếu lên, rẽ lướt ông lên để ban khen cho Lưu Hoàng Hoàng cùng các vế đệ tử họ. Gia chủ nhà cái người họ Vũ, họ Phạm, ăn mày hồng phúc ở phủ của ông. Lính ghế của ông đã thỉnh người lại, con cháu nội ngoại đông đủ hết, con nhà người gửi gắm vào phủ của ông mà nay không biết. Hai ngày đàn nghi nơi sở, các người vắng mặt khắp nơi, từ nay trở đi ta cho các người gửi lại uống tiểu ho. Để trời xanh vàng vàng sáng soi, tình này biết kẻ cũng ngang, đành rằng đem xuống thuyền đài cho ta. Thank you.
hưng vô về chuyện phán các quan ở ban nữ phó lương ban đã đặt lệnh là chuyện phán võ đôi hà thiên binh phán mã hằng hà kéo ra lệnh là chuyện nhất đội bàn bàn văn sứ dâng lên thương lại văn sứ dâng lên cô về đồng đội chết biên phó làm vị cho nhất thị tràm sinh kim hoàng thần thờ thánh chúa tiên trung chứng giám đàn diên cô về chứng giám đàn diên độ cho gia chủ tốt lành lòng thành họ hoàng họ lưu nhất nhất tâm tâm trong tay
về bảo lòng lòng chân thương tới đâu thời đó kinh hồn mà thiên kiếp viên đốt đốt nhang chào chào bò một tỉnh dâng ngô lên lâm 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 mi ngọc ngọc còn biên động động đào hay vương vô xuất hình sinh cho đôi chữ chào sinh
cờ siêu quang kim chiếm từ trong mã tích tăng cung sản kim hồ hoàng thân hòn thánh chư tiên chúng cô về chín trăm đàn diên độ cho gia chủ hôm nay lòng thành ngọ hòa họ lưu nhất nhất tâm mờ nhất nhất nhị trường sinh về cho nhất nhị trường sinh chữ phú chữ quý kha linh linh thọ trường về cho dũng mạnh đôi Thank you.
vương mẫu thấy sao xa đôi chút nghi nhầm nhầm tí thì đà dòng ấp mi một nờ bên còn đứa mê mê rất rất tiền thấy đôi dòng ấp ấp mi ở bên cạnh mình. Thank you.
thiên hạ nghi đương nhờ khắp nâng cổ đạo nâng nâng phục thờ tốt nơi từ kia xuân xuân xuân
xuân sang cạnh lá thu bay nghỉ. Thank you.
truyền phan các quan phố về truyền phan các quan nơ tả ban như khó nữ ban đắng đặt lời truyền phan võ đôi hà thiên minh minh mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thất đồng bàn công công giảng kim hồ hoàng tân ngọ thánh chúa tiên đi chung chung vương chứng chứng lam đàn diên vô về chứng chứng đàn diên độ cho đệ tử thiên nhiên thọ trường đệ tử thọ thành kính nhất nhất tâm nhập Thank you.
chuyện phán các quan hậu về chuyện phán các quan tả tan lâu võ lương ban đăng đàn lời chuyện văn văn tôi hà văn văn sứ dâng lên tương lai văn sứ dâng lên hậu về đồng đôi chép biên rõ ràng vì cho đôi chữ chàng xinh xinh chiến tư trung mã tích tăng bóng dạng kim hồ hoàng tân phật thánh chư tiên trung
xin cầu quan nhiên cho say chấm hoa nghi giao kết mừng ngày mừng ngày tìa cũ tề tay tiên chúc sen rượu đào nhất nhất tuần tuần sơ dâng lên bề ngọc kính vua tạ mộ để các cô lâng lâng mở là mời giúp cậu quận sơi á sơi giúp cậu quận sơi tay tay tiên chúc chén rượu đã nhị tuần tuần á dâng lên bề ngọc kính vua tạ mộ để các cô lâng lâng mở là giúp cậu quận sơi á sơi giúp cậu quận sơi quỳ quỳ mà tiên ni chúc chén rượu đã tam tuần chúc chúc dâng lên bề ngọc kính vua tạ mộ để các cô lâng lâng mời là mời giúp cậu quận sơi á sơi á sơi giúp cậu quận sơi
Đang chào anh hùng.